Rồi hôm nay Hiếu Audio sẽ giới thiệu với anh em ha, một con âm ly Garden tháo xe ha. Cái này rất là đặc biệt nha anh em, nó là xài lát đê nha, nên là nó nhỏ gọn ha, nó lớn hơn gấu thú có chút xíu thôi, mà công suất nó rất là mạnh, nó 100W mà RMS đó nha anh em, chứ không phải ảo đâu. Quýnh với mấy cái súp bát 30, 25 này là quýnh vô tư luôn, mình đã thử xong nha. Thì con này về tình trạng rất đẹp nha anh em, còn 7 màu luôn nè, sáng với luôn đó, dắt zin luôn, dắt ghim zin của nó vô đây luôn ha. Giờ đặc biệt á, cái con này cái anh em là nó có volume chỉnh ha, volume nó đây ha, chỉnh lớn nhỏ nè anh em, ở đây là chỉnh cắt tầng nè ha, mà tiếng nó rất hay, bass nó cắt mềm lắm. Rồi đó, này hàng tháo xe nha anh em, nó chuyên quýnh súp nha, bầu súp qua nó chuyên quýnh súp nha, lách đê. Rồi một con duy nhất, anh em có nhu cầu anh em gọi cho Hiếu Audio ha.